Theo số liệu công bố chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 11 năm 2023, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng gần 28.600 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 10. Lũy kế 11 tháng năm 2023, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tăng khoảng 27% so với cả năm 2022. Những thống kê mới nhất trên cho thấy dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản ghi nhận liên tục tăng đều theo thời gian. Tuy nhiên, vốn tín dụng chủ yếu tăng đối với nhà phát triển bất động sản, trong khi tín dụng vay mua nhà lại rất thấp. Tín dụng cho người vay mua nhà giảm và chưa có dấu hiệu cải thiện do cơ cấu nguồn cung không phù hợp, do ngại rủi ro lãi suất tăng sau thời gian ưu đãi và thu nhập sụt giảm trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh, ách tắc về pháp lý điều này khiến các chuyên gia nhận định áp lực dòng tiền vẫn chưa vơi với doanh nghiệp bất động sản nói riêng và thị trường bất động sản nói chung tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới